Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay mình sẽ đi The Division với một người bạn của mình tên là Jun Ken, tên ngoài đời là Hiếu. Nói thử rồi Hiếu. Hello, 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 hello mọi người. Ok, và thanh niên này hôm nay sẽ đi tiếp một cái DLC nữa mà hồi đó mình chưa có dịp quay, đó chính là DLC Incursion luôn. Cái nào Incursion luôn, cho các bạn đầu tiên luôn. Nhưng mà nó có tên là Clear Sky, tiếp theo của Incursion, là hai cái, một trong hai cái DLC free của The Division. Ok, đi Hiếu, đi go. Với lại lần này mình hạ cái World Tire xuống để cho nó dễ đánh hơn. Bây giờ hiện tại là mình chỉ đi có hai người thôi, và nãy giờ mình matchmaking không thấy ai hết. Cho nên bây giờ mình sẽ hạ xuống để đi dễ hơn và đi cho đi hai người được. Cho nên tầm này tầm thời mình sẽ không đi mấy cái kia. Và đại mình đang đẩy tiến độ nhanh cho hết cái mấy cái DLC đầu, để mình còn thể làm tiếp cái tập tiếp theo của Underground. Mình có thể làm tập Underground đầu tiên. Thì Underground nó khá là khó, và mình sẽ chỉ cái tiếp về Trick Green và Underground đi challenging World Tire 5, ví dụ vậy. Và mình sẽ giải thích về cái vấn đề World Tire mới luôn cho các bạn coi. Ok, và tại vì cái phân bản nó update khá là nhiều thứ khác biệt, cho nên mình sẽ giải thích sau. Còn tôi nghĩ chắc nó cũng không hả, sao không khá hơn đâu mà, không khá hơn đâu mà, này quái này cũng 31 mẹ rồi, nhưng mà bắn cũng không biết nữa nào. Để coi tình hình như thế nào đó. Thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ cái Dragoness và cái mấy cái Incursion này. Thì tập này mình đang quay đây, và chúng ta còn một cái tập DLC ngoài nữa, chính là Dragoness sẽ cỡ cao lắm lên 6 vào ngày mai hoặc ngày mốt. Các bạn nào chưa coi, ok. Chúng ta đang cần phải phá chỗ bên kia. Ok, sniper nữa đứa này thì chết. Nó ra đó, khỏi, nó có cầm bom nữa, có cầm bom mà chúng ta phải phá này đây đây. Vừa mới nhắc luôn. Wow. Hiếu quốc đụng Hiếu. Được. Scan cho là. Nó shotgun là đây, lại đây. Anh rất thích những thằng shotgun. Hồi lắm nó tập trung nó bắn tôi sao ơi. Ông lộn đi cái kêu Hiếu. Được, đang bắn, từ từ đây chứ. Chỗ này không chỗ nắp trời. Cái gì nhồng nãy giờ không có chỗ nắp. Ủa nó ra nữa rồi Hiếu. Ủa cục kia nãy lắm kìa. Rồi đó. Một cục nổ ha. Ôi, bên này có rác á. Mình sẽ skill ultimate ông nổi. Cứ để đó đi, cứ để mấy cái này cần gì skill quá. Này mới ra một cái bom nữa không ta? Còn west nữa. Còn mập nữa mà phải không? Ờ. Ủa nhưng mà lại đánh người đâu thấy mập đâu. Có thì có, mấy có. Trời. Ok, mới nhắc. Đó, mới nhắc luôn. Linh vật lần. Cần những cái sniper sao nó bắn tôi hoài. Hiếu, có sniper Hiếu. Đây là thấy rồi. Nói như chọc bom liên tục đi. Mập này phải dùng một súng càng quốc đấy. Nè,
này coi nó rút máu mà một băng đạn rút hơn nửa cây mà vãi coi tập trung bắn tôi hiểu đúng tội rồi. Hiếu à, làm gì đi Hiếu, sao có thấy nó bắn tôi hoài luôn á. Từ này bắn tôi nè. Đó, cái này nó bắn xe rồi. Đâu đâu nè. Ờ, nó chỉ nó mập chết chưa. Đây nào. Nghĩa mãi Quốc Linh thằng sniper kia sống bao nhây luôn. Họ bắn rác lắm mà. Trời ơi, bắn 3-4 viên hụt hết. Trình độ level của nó xuống rồi. Xuống lắm. Dạ. Súng giật không? Đặt đi. Ờ, súng. Hơi giật à. Rồi, nổi con trai 4 giây thôi. Thôi chạy bỏ đi. Má, trả thù. Nãy giờ dám bắn 4. Secure the area. Reach Columbus Circle. Clear sky. Má, không ngờ giờ chơi đồng chinh luôn. Thấy hiểu. Hả? Yo, come on, yo, bitch. Vài phút. Vô Hiếu sợ gì nữa. Hiếu còn chần chờ gì nữa. À. Má, súng mình có đét. Má, cái này mà đi 4 đứa là lẹ. Ừ, ngắn rồi. Giờ để ta đi thay rồi này nha. Thay rồi kia thì khó quá. Thay rồi kia mà 4 đứa full hết cho nó cũng đi mà. Quái nó chậu quay trời. Má, những nỗ lực sống sót tan tành mấy khói. Trời ơi, má quy một vàng, quy một bầy. Mình sợ sao nó có thằng nó đi Lee Sky đi gần được không hay được. Má tôi để. Đồ trâu bò. Skill power cao. Đam cao. Giờ nó mà đi là nó vượt hết rồi còn. Đi tay vô phòng rồi. Coi vô phòng Discord rồi chứ. Bây giờ sao Hiếu? Có skill chưa Hiếu? Có rồi, đợi xíu đợi hồi cái skill máu rồi đó. Đục à.
khó nghe. Không có bình hả? Chưa bình hả? Đi. Có hồi máu không vậy? Má đỏ lè nguyên màn hình luôn. Xong để dành cái khi nào mà gì á. Để bút máy, để bút máy rồi. Lấy lên. Má nó bắn ra một cái lời. Ôi má nó 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 ai bút skill luôn nè, bút skill luôn nè, bút skill luôn nè, skill skill skill. Trời ơi trời. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Một con đấy, con nó cày máu luôn. Don't stop shooting bị con mẹ. Mẹ coi người don't stop shooting và color. Make it rồi. Em ơi em đi giờ làm sao anh thấy em. Nghĩa ơi. Gì. Có bệnh không vậy? Quăng ra cái nghĩa. Có từ nó chọi dữ. Mấy cái kia chọi. Quăng trên đường đi á. Quăng ra đi, quăng ra đi. Đừng chết nha bạn. Tôi đang cố. Tôi đang cố. Đây đây, bút máy rồi, bút máy rồi. Bơm cái, ừ, bơm cái, ừ. À, khốn một cái lần. Nice. Đi chung. Thì nó không có skill gì nói tôi nha. Okay. Giờ ông đâu rồi, ông tiêu rồi. Hình như có cái medkit đây này. Hiếu chạy gì lẹ vậy mất nói. À, ai chết rồi. Nghe có không nè. Quăng cái bình nha, quăng cái bình nha. Không, đang hồi. Nè, hồi lỡ, xích lên. Má, hồi đúng kịp lúc ông lục quá là tôi đang hồi. Không có bật rồi. Má, về nhà là chuẩn bị kiếm đồ skill power mà sao. Không tùy, cái này thôi ba, cái này trường hợp này. Cái phòng này nó đánh skill power nhưng mà bù rồi, ông phải bù đam mà còn gì nữa. Ông mà để bông bill skill power là ông đâu có đam cao đâu. Trời hiếu. Skill hồi máu không hiểu. Chưa có. Trời, sao mập. Thôi đi chạy. Cái này chắc ở lại đi. Chạy hiếu. Khúc này chắc ở lại bắn. Ngồi sát cho tôi. Từ đâu bấm kìa. Để tôi hồi lần hai. Nè máu nè. Rồi. Máu lắm. Chó. Ủa sao nghĩ chạy nhanh? Nghĩ rút kinh nghiệm chẳng trước.
Ê bom kìa má. Nè, cái vô đây nha. Bắn hàng sau chứ. Ê nó không mở, tôi không thấy nó mở. Ê mở. Mở cái gì? Bể cục. Chết mẹ rồi. Nghe 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 nghe, tút cái mặt vô nghe, tút cái mặt vô. Ê đứng đây, đứng đây. Rồi chạy. Chạy. Rồi đang cố nó bị stun đi, phát đéo chạy được à. Ông có cái heo kia rồi không? Không. Đang mất luôn rồi. Má đéo chạy được, đau đớn thiệt chứ. Đợi xíu. Má mày một bầy nó dí luôn qua. Chạy. Tự nhiên nãy em bị cái star đó effect nữa qua không chạy được. Đúng rồi, bị cái clip đúng không? Ừ má xàm lồ chứ. Bị cái clip là không chạy đâu được đâu. Trời ơi, một bầy. Má con kéo mình bằng đảng đi. Ủa cùng. Hai thanh niên chạy trâu trong dựng 500. Hai thanh niên chạy trâu trong dựng 500 anh em mà. Bắn mấy lẻ tẻ này này, chứ. Xong nó ra thêm 7 lẻ tẻ nữa. Đi lẻ chết lẻ rồi. Ok chạy tiếp thôi. Ê có mấy kiếp kìa mấy kiếp. Trộm thấy. Đỡ. Lâu bắn ra mấy kiếp á, phải lấy à. Mà tôi không thấy rồi. Chạy tiếp. Má, mà tôi thấy chạy hồi kiểu gì, hồi tới ông cũng chết rồi bà. Ừ, phải đánh cái này. Chạy kiểu chó gì chứ hồi tôi ông cũng chết rồi. Nghĩa à, nghĩa à. Hả, cái gì? Đừng chết nha Nghĩa. Mỗi lần chết là khổ đó. Tôi đang cố nghĩa là, miễn là nó đừng, nó tạm thời bớt ra dùm cái thì mày ra. Không biết tôi còn có cơ hội vượt lại chứ điệp nữa. Vừa bắn hết cái đám này điệp mấy đám kia ra đừng có chạy công đích luôn đó ba. Đó, ví dụ mà special boss gì mà giống như tụi kia điệp mấy đám đạn mỗi lần đang bắn vô trình này cũng phui. Ủa nghĩa sao túi ông xa cách nhau cái gì? Nè. Không có skill để nói gì hiếm. Tôi còn ultimate nè. À giữ đi. Ê mập bắn. Ủa Nghĩa ơi, Nghĩa đâu rồi? Ra đây Nghĩa. Có hồi máu nào lấy không? Bắn đó được chút rồi. Cái bình giữ đi, cái bình để đi, cái bình được. Tại chừng nào mà thấy sắp gục quá không ổn. Không ổn rồi lấy cái đó ra đúng không? Còn chứ chủ yếu là xài cái skill kia nó linh động hơn. Linh động hơn đúng rồi. Đi xuyên xịt mấy cái gì đâu luôn á, mà hai ba thằng mập. Bạn nào mà được coi cái clip này là má sẽ thấy được má tinh thần một cuộc của người Việt Nam. Tinh thần kiên trì của người Việt Nam. lâu bắn được 2-3 phát 92.000 máu rồi mà. Bắn chữ bắn mập thôi, khỏi bắn mấy người kia mà. Chữ bắn mập thôi. Đang cố rồi ba. Ý là tôi nói là có cơ hội thì cứ bắn mập thôi chứ đừng bắn người kia. Rồi thôi chạy đi ba, không ổn. Nó phát hiện được. Không ổn. Kéo quân rồi, kéo quân đông. Ở đó thằng mập đang sợ hở nè. Điệt, nó đáng sợ hở không ơi. À, tôi bắn được có 82.000 máu rồi nghĩa. Nghĩa à, đừng chết nha nghĩa. Đang cố. Chạy, bóp cái. Bóp cái đéo. Có hoài vậy đó. Mình bom thì đủ mới có hạn, còn nó thì đủ mới chọn như mưa vậy ba. Ủa, sao đau rồi? Đâu có đau, ấy là sắp. Sắp rồi, ơi tôi thả mình xuống nè. Giờ đúng lúc luôn. Việc nhây, giờ đúng lúc luôn. Né ra, để bắn nó. Tôi có skill kia rồi. Thôi bắn đi, chạy đi. Cho nó ngồi skill kia.
Thôi mình chạy ngoài tiếp đi, đừng chạy vô trong. Mình gọi là cái nhây, chiến thuật nhây nhây. Hiếu có máu nào Hiếu, lấy không? Ủa cái đéo gì đùa nó chủ. Chiến thuật nhây lịn. Cái này gọi là bao nhiêu. Chết mẹ, tôi bắn hộp rồi. Tôi bắn hộp cái nó phát hiện nó quay nguyên cái khi lại rồi mà. Quy đường này chạy chạy ngược lại đó. Chạy ngược lại, chạy ngược lại. Xong rồi cho nó phục 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 bụi á. Là không bắn được thôi. Trời ơi. Hay Hiếu, hay đó Hiếu. Tôi được máu ké rồi ba. Ừ thì được máu ké mà. Chừng nào mong hết máu thì tôi bấm cái là ông tôi máu ké luôn. Hồi chung. Ừ đúng rồi. Hồi chung. Căng đét. Đi mẹ bắn mấy mặt đó như này. Bắn mấy mặt đây kìa. Nghe. Đây đây đây, cố lên, cố lên. Cái gì không bắn đi, bắn đi, dụ cái này vô. Không được. Nó có cái kìa mà ba. Nghe nghe bao lâu không? Hiểu không? Hiểu không? Thôi chưa mà, còn mà, tiết kiệm đi ba. Ê, bơm đi ba. Để hồi chết, ấy đâu rồi? Đây đây đây. Tiếp. Nó tôi đang, nó đang delay skill rồi. Đang delay skill rồi. Bắn đi con đàm lên đầu đi cho nó. Không ổn rồi, đặt cái bình ra. Chạy vòng vòng cái bình đó. Ừ đúng rồi, đó quăng đúng không? Còn bình mà, còn bình mà đứng đi. Ông còn hả? Ông ấy là tôi nói là ông còn cái bình của ông. Đứng cứ đứng đi. Thôi chạy chạy đi thôi, chạy đi thôi. Chạy đi. Nghe. Rồi. Đậu á. Tường rồi, nó dồn đi trên tường. Bắn chiến thuật này bắn được á. Chiến thuật ngay vậy cơ luôn. Ê, lo lo bắn mấy thằng kia mà, để coi có đốt mấy kit không. Đang cố. Máy coi nó bắn gì, bắn rác phải cứ cứt lên. Không được, chạy ơi chạy. Bị lộ chỗ rồi, chạy. Bleeding rồi. Mới chạy được. Được cái lời. Có bình rồi Hiếu. À thấy mày rồi cũng đỉ. Có máu đó kìa, bơm đi kìa. Chạy ngang qua. Nó sắp hết rồi. Ê, nghĩa đâu rồi, nghĩa đâu rồi. Rồi, đặt bên luôn. Rồi giờ ông tắt cái boost đi, đợi cho nó hết active ông tắt luôn. Tại giờ ông thấy nó trơn rồi, cần gì boost nữa. Ông ý, ý là làm sao mà. Ông dùng cái bình máu á. Ý là làm sao mà đổi được. Tại vì ông đợi nó hết active chưa, hết active rồi ông bấm đổi đi. Hết đúng rồi, ý là làm sao mà tụi nó ông mới chờ mà đổi được. Đổi rồi. Ừ, tại vì có gì tôi còn đỡ tôi hết được, ông còn cái ba bỏ đi. Cái lồ mỹ nhây mà luôn. Bắn cũng được gần một nửa thanh máu rồi. Nếu như thằng đó không có khiên thì sẽ tốt biết mấy. Không có khiên thì dễ quá rồi. Ê, nghĩa đâu rồi? Ồ, hơi mới là sau lưng tôi. À, anh em mình cứ phải chạy thôi. Vừa chạy vừa bắn. Thôi, mặt mà, mặt cứ ơi, mặt. Cho nó dồn vô cục cái đi. Để nó, đừng bắn.
khùng chứ. Không biết ai mèo đúng không? Gì mới nói. Ôi, heo heo heo. Tôi dính á. Nghĩa rồi. Không đâu. Có bình không? Bình này hỏi gì á? Được không. Revive đó. Rồi, chạy tiếp đi. Nghĩ sao chơi bình đạn mà. Mày đâu cần đạn chứ. Đồ, má nghĩ sắp gãy nữa hả? Gãy tôi có bình của tôi, ông gãy thì bình ừ. Cứu ông bấm bể bình kia đi, ông bấm thêm phát nữa nó bể bình kia rồi, do đó được nó rồi, nó đi rồi. Má con mẹ mày. Ôi, thiếu hay vào lên. Chạy đi rồi, sắp chết rồi, chạy đi để kiểu gì cũng chết à. Nice. Quá hay. Ồ, rớt đồ xanh hả? Rồi giờ eliminate nó. Tới lượt của mình muốn đi quốc đó nè. Tới lượt của mình đi quốc đó nè. Đéo sợ con mẹ nữa rồi. Mẹ má giết con, giết con, tàn sát con. Nhưng mà đi cẩn thận với ông nội. Tàn sát con. Chết rồi má, chết mẹ tụi bay rồi. Tụi bay hết ra đồng đội đông hết rồi. Tỷ mập. Mập chết nè. Chúng ta trình cơ lại rồi. Mập chết. Nãy giờ là bị đè. Ức hiếp rồi, không được rồi. Máu nha Hiếu. Ê, đội hướng chạy chung với Hiếu. Hiếu. Rồi, nghĩa rồi. Nghĩa rồi. Nó đông quá. Có mấy cái ngay đây nè. Tôi được một trái rồi. Ngon và color luôn. Khi nào hết máu nói tôi nha, tôi bơm cho. Nè. Mập ơi là mập, em đã phạm sai lầm rồi. Nãy giờ em chinh cơ anh thì em chinh được số đông thôi nha. Em bé mập nữa. Một bé mập đã đi xin đời trai. Còn ba đứa à. Chiến thuật nhây. Rồi bé mập đâu rồi. Ê bé mập đây, lại đây bé. Ok là vừa bắn vừa hồ máu rồi. Sợ quá gì tụi này. Vậy đâu mà mày sung lắm mà. Sung lắm mà. Đúng không ạ. Nó chỉ dí theo được, dí đúng nhây luôn. Sung lắm mà. Sung lục bắn chết cha mày nè con. Má. Cuối cùng cuối sau á. Riot check it. Má mệt gì đâu luôn á ba. 100 finish Reddit đấy. Má đuối rồi đó nha. Vậy đập đồ là vừa. Phải lấy đồ. Má bắn chết mẹ luôn mà được có đồ 100 mấy không? Ừ, lấy đồ 256 để đi bộ đánh bộ đồ 182 rồi ba. Căng đập hết. Đập hết chứ sao giờ. Đập hết. Má được biết đếp ai nữa kìa ba, đếp ai quá trời luôn ba. Thế tụi toàn mấy bộ gì đâu không hả ba. Striker! Đù! Dính không? Từ được má sợ. Striker mà toàn găng tay. Striker hồi đó tôi có nhiều mà tôi đập hết trơn rồi. Lúc đó Hiếu chưa hỏi. Tactical Super 90. Mấy cái này có vẻ yếu nhưng mà cái hiệu, có cái tôi vừa mới được cái bát 256 đam hơi bị kinh, ở lộn armor hơi bị kinh. Cây cục cùi. Ôi tôi mang cái này vô nó tăng máu tôi lên tới 532.000 luôn á. Kính. Nhưng mà giảm đam, giảm skill power, giảm mấy ngàn, giảm 2.000. Cũng không nhiều, cũng được. Nhưng mà giờ bị cái tôi đem tôi mặc cái kill set 3, mặc cái gear set mà mặc cái khác thì cái rate nó mất. Nó mất cái dụng mà tăng đam, assault rifle 3.
Ok, tạm thời tới đây là kết thúc. Nãy giờ là mình cũng khá là nhây với boss rồi. Và cuối cùng chúng ta cũng đã thành công và mình sẽ hẹn lại các bạn trong tập tiếp theo là Dragon Nest. Ok, và mình đã quá mỏi tai cho ngày hôm nay rồi. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của The Division DLC. Ok, bye bye. Bye bye.